Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ khám phá một cái dấu tích bí ẩn. À vâng, không phải là một dấu tích mà là những dấu tích bí ẩn của map Erangel ở PUBG Mobile. Và hình như mình thấy chỉ có map Erangel mới có thôi, còn những map khác thì hình như là không có thì phải. Và nếu các bạn muốn nhìn được những dấu tích này nhiều nhất thì các bạn hãy đến Kameski, một khu thành phố rất là nhiều di tích bí ẩn. Đây, nó đây. Mình không biết đây là cái gì. Đây, ui dồi ôi, nhìn ghê vãi chưởng. Như kiểu là có một vụ thảm sát vừa xảy ra vậy. Vâng, anh em biết đó là gì không ạ? Mình thấy anh em đăng lên group cũng nhiều. Để mình vào đây test thử xem là có thực hư là như vậy không? Hay là các bạn chế ảnh để đăng lên troll các kiểu. Vâng, thằng nào troll mà không đúng sự thật là ban ngay. Vâng, đùa tí thôi. Và cái sự tích bí ẩn này, à nhầm, những dấu tích bí ẩn này thì không biết là lời giải đáp nó sẽ như thế nào. Nhưng mà kiếm cái súng cái đã. Ok, có súng thì mới không lo bị chết được. Ở cái bản update mới này thì có rất là nhiều lỗi. Ví dụ như là drop FPS này. Drop FPS thì tức có nghĩa là chơi game nó giật giật ấy. Nó cứ giật giật rồi khựng khựng các kiểu. Rồi bị răng cưa ấy. Mặc dù mình đã bật răng cưa, mình nghĩ là anh em cũng đã test hết rồi, mình nói cũng là chỉ là thừa thôi, nhưng mà phải nói ra để nếu mà một ai đó xem thì cũng có thể fix cho mình. Ở đâu đó bên này có bot này. Game còn lỗi âm thanh nữa cơ, không biết là chúng nó ở đâu. Âm thanh thì ui rồi ôi, thằng em của mình nó liếm hết cả hai thằng rồi. Vâng, âm thanh thì người một nơi, tiếng súng một nơi, tiếng chân một nơi, chả biết đâu mà lần. Vâng, nên dạo gần đây mình vào game ăn hình rất là nhiều luôn. Có những bạn cũng vào game ăn hình giống mình vậy. Những pha di chuyển mà ngáo ngơ đi bên cạnh mình, ui dồi ôi. Tấm lợm. Vâng, không biết là dư âm của cái mùa Halloween sang hay không. Chứ mình thấy nó ghê đéo chịu được. Vâng, ở đây thì vẫn còn rất là nhiều dấu vết. Không biết là sắp tới sẽ có những cái sự kiện gì, hay là sự kiện zombie. Zombie gia nhập Erangel. Vâng, một giả thuyết rất là thú vị nhưng cũng không kém phần hư cấu. Có thể nó là một dư âm của mùa Halloween, nhưng mà mình nghĩ là cũng không phải Halloween đâu. Tại vì mới cập nhật mới thấy mà. Chứ mà trước đó mình đã thấy có ai update, à có ai đăng lên đâu, mới gần đây là thấy anh em đăng lên thôi. Đấy, thì mình nghĩ là sắp tới sẽ có zombie. Và các bạn suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy comment bên dưới video của mình. Hãy đưa trí tưởng tượng của các bạn bay xa và bay cao hơn nữa ở ô comment của mình nhá. Mình sẽ thả tim cho những ông nào comment hay nhất quả đất. Và những dấu tích này thì nó sẽ được phân bố rải rác ở map Erangel, ở đâu cũng có và hên xui. Nhưng mà đây này. Đây có nữa này. Ghi vãi chưởng ra. Nãy mình nói đến đâu rồi nhỉ? Vâng, phân bố rải rác trên khắp map Erangel. Nhưng mà ở đây thì mình nghĩ là nhiều nhất về những cái dấu tích này. Nếu các bạn thấy thú vị và muốn khám phá thì hãy đến với Kameski, một nơi bí ẩn về những dấu tích cực kỳ nhiều. Những cái chỗ khác thì có đấy, nhưng mà nó ít. Có thể là lâu lâu hàng trăm căn nhà thì mới có một căn nhà có thôi. Vâng. Bản update mới thì mang về rất là nhiều thứ mới. Đại loại như là nhiều boss mới, nhiều sự giật lag mới, và một cách nghe tiếng chân cực kỳ là mới mẻ luôn. Cực kỳ là ảo lòi luôn. Vâng, và còn rất là nhiều thứ khác nữa. Vân vân và mây mây. Và chúng ta sẽ di chuyển vào bo thôi. Kiếm cái top 1 nào. Dạo này kiếm top 1 hơi khoai đấy. Tại vì tiếng chân có nghe được đâu, làm sao mà bắn. Đã thế bắn nó còn delay rồi khựng rồi răng cưa rồi các kiểu, con đà điểu đủ cái thủ thể loại trên đời. Không biết là các bạn chơi giả lập thì có bị gì không,
Chứ chơi mobile nó khốn nạn lắm. Nó khổ điếm thể tả được ấy. Chơi for fun thì ok. Ui dồi ôi, for fun đấy. For fun thì ok. Chứ còn mà chơi try hard thì khó. Hên xui. Mình bắn nó không có sướng tí nào. Mình chơi bản China thì yêu luôn. China thì bắn mượt này. Cái thứ nhất là mượt. Cái thứ hai là đồ họa nó đẹp. Và cái thứ ba thì súng ống nó bắn cũng khác bên này. Khác một chút thôi. Không khác nhiều. Nhưng nó cũng đủ để mang lại trải nghiệm tuyệt vời đến với chúng mình. Và mình đã nhìn thấy cục thính đầu xa rồi. Chúng ta sẽ đến lấy thính thôi. Vâng, nó là một khẩu vãi cả trường. Chưa đọc xong tên thì nó đã lút luôn rồi. Cái định mệnh nhanh điếu chịu được. Chúng ta sẽ cam thính thôi. Nãy tự dưng bị khựng một phát, nút di chuyển nó lại đứng im luôn ấy. Không, hồi trước nhảy xuống cái mình nghĩ là vẫn đi được ngay. Sao lại đứng im một phát? Thế thì vỡ mồm. Vẫn đang bắn nhau nhảy xuống thế nó xế cho chết luôn ấy. Vâng, có một băng chạy đến nút thính này. Ui, cái định mệnh nữa lơ. Chả thấy gì. Ui dồi ôi, chọc mù mắt người xem rồi. Wow, nó đẩy đến gốc cây này. Từ từ, bơm máu cái nhẹ. Wow, hay thế. Rồi. Ui dồi ôi, chưa kịp ném bom này. Còn hai thằng ở sau. Cây định mệnh. Điêu còn gì. Nó liếm sạch sạch xanh xanh rồi. Thả còn gì. Thôi lúc đồ. May quá, có thằng em bắn hay. Và sắp tới thằng em của mình cũng có làm channel YouTube nhá. Anh em nhớ sang ủng hộ nhá. Thằng này được cái nghiện game nhưng nó không có nghiện làm YouTube anh em ạ. Đang còn thuyết phục nó đây. Tại vì nó đang còn học nên cũng không có thời gian ấy. Ui dồi ôi, mấy ông này chả có súng sờ níp sờ nủng gì cả. Buồn thế. Vẫn mới dạo quanh đấy còn có 29 người nữa. Trời ơi, rình ACE đấy. Mà người nó tụt như tụt quần. Khiếp thật. Vâng, hiện tại thì anh em mình đang đèo nhau đi cướp thính. Bọn này cũng hay. Vâng, chạy hẳn ra ngoài bờ biển bắn luôn anh em ạ. Khồn thế. Tầm này chứ phải công vào luôn. Chứ mà cái định mệnh. Chứ đứng xa xa mà bắn vào thì hơi khoai. Ơ sao lại phải trưởng. Ấn rẽ trái thì nó lại chạy sang phải. Bad game. Ok. Thơm rồi. Ui. Rồi. Một pha sấy mù mắt người xem. Này thì mù mắt này. Sao thằng em của mình bị nóc này? Vâng, bị từ bên kia bắn sang ạ. Trời. Nó còn bắn Uzi nó bị ghê chứ. Úi dồi ôi. Vâng, nghe tiếng bom rồi đấy. Nhưng không ngờ nó nằm ngay bên cạnh. Khiếp thật. Nhưng mà không chết. Vâng, bom nổ không chết. Bom dạo này cũng hơi ảo đấy. Ok, không biết là bao nhiêu người. Nhưng mà cứ xác định tinh thần cũng phải 3-4 thằng đi. Cho nó chắc chắn. Vừa ấn thay đạn phát lên 40 viên ngay này. Phải trường. Thua. Cái này mình không hack đâu nhở. Cái này lỗi game rồi. Định mệnh ấn phát lên 40 viên luôn. Đây rồi.
Cho mình sẽ đẩy lên luôn. Nóc 1 rồi mà. Ui. Cái định mệnh gì đấy? Lạc đường các bạn ơi. Ui, bom này. Hay quá. Nóc 1 rồi nữa rồi. Lên luôn. Ui dồi ôi. Phải cả trường. Vâng. Cái động bàn tôi nha mạ. Khiếp thật. Ok. Và như vậy thì chúng ta đã clear team này rồi. Vâng, thì có lẽ là M249 cộng với MK14. Cho mình sẽ bắn MK14 đi. Để có thể lắp X8 được. Cái định mệnh bay quá đà rồi. Vâng, nghe tiếng chân ở trong nhà này. Wow. Rồi thơm. Mình nhìn thấy khẩu ốp thì phải. Ok. Có ốp thì phê lắm anh em ạ. Vâng, và trên bản đồ này thì cũng chỉ còn 5 người nữa mà thôi. Ít vậy. Vâng. Dạo này bot nhiều quá. Rank ACE mà. Mình cảm giác như là rank đồng ấy. Chắc có lẽ là anh em ít update lên hay là như nào ấy. Hay là bản game. Có xe này. Cái định mệnh. Nhảy ra đúng lúc thế. Wow. Đồng nha. Vâng, mình nhìn thấy có một cái đầu đen thui, không có mũ. Không biết mấy thanh niên dừng đây làm gì. Này thì nhìn này. Cái định mệnh. Bậy rồi. Nhìn này. Thụt đầu luôn. Vâng, nhìn cái đầu xù của bạn ấy. Yêu ghê. Vâng, mình thích bắn ốp vào đầu bạn ấy lắm luôn ấy. Bạn ơi, cho mình tap vào đầu bạn vài viên nữa đi. Cho mình thỏa mãn đi. Vâng, có vẻ là các bạn này ngán mình rồi. Á. Ui trời ơi. Pha đấy không vào đầu nhè. Ui, mình bắn ngu lắm bạn ơi. Bắn có vào đầu đâu. Toán vào người. Mình nhìn thấy nó đứng sau xe lại bắn không trúng rồi. Điêu nhỉ. Ui. Các bạn ấy đã bắt đầu đẩy lên đây. Bắt buộc phải đẩy lên đây thôi. Còn có vài người ăn được tụi mình là lấy top thôi. Easy. Úi dồi ôi. Bét ném bom. Đậu xanh. Vâng, thế em của mình lại làm thêm một mạng. Wow. Lại knock. Mấy như một pha knock out hơi vô duyên thì phải. Úi dồi ôi. Thơm quá. Lại nốc nữa này. Bọn ấy nốc nhiều lắm luôn ý. Vâng, nó ở ngay cái viền rồi.
Rồi xong rồi, kênh bom lâu quá. Thằng em của mình nhảy ra làm gì nhỉ? Vãi cả trường. Thằng này khôn nhờ. Bọn nó biết bọn kia nó bò lên đây hết rồi. Vãi thật, nó cũng không gạt rồi. Thằng kia cho mình luôn. Nó đợi cứu hết xong nó giết hết. Ăn gì mà khôn thế. Cái đậu phộng. Vừa phải thôi chứ. Anh cũng đang đói lòi mồm đây này. Thiệt là khốn nạn. Và như vậy thì chúng ta chỉ còn hai người nữa mà thôi. Game là dễ. Vợ mình nghe tiếng chân đâu đó bên này thì phải. À, thấy rồi nhá. Mình thấy cái bóng của bạn rồi. Hình như bạn cũng hở tay luôn đấy. Ném nhiều thế. Liệu có vào được hay không? Ui trời ơi, chạy thế điếu nào được. Vô lý. Vâng, còn một bạn nữa mà thôi. À đủ, thôi xong rồi. Nó nằm ngay ở viên kìa. Ui rồi, vừa nhìn thấy nó lúc nhảy xuống. Sao mình máu nhảy xuống ấy nhở? Và mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn xem được gì hay thì đừng quên like và subscribe kênh hộ mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Chơi game cùng mình không? Đặt hẹn mình cùng chơi nha. Kubo có đồng đội xinh, tự tin chiến.